các đồng chí và các bạn. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an Thừa Thiên Huế. Chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau: phản ánh của phóng viên An ninh Thừa Thiên Huế về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn; phóng sự đẩy lùi nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư. Bây giờ là một số thông tin nổi bật trong tuần qua. Ngày 6 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hưng Việt, sinh năm 1975, trú tại 32 Ba Vinh, Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 4, Việt đến một cửa hàng bán dụng cụ cơ khí trên đường Tăng Bạc Hổ, phường Phú Thuận, thành phố Huế để mua hàng thì phát hiện chủ quán đặt một túi sách vào trong cốp xe Airblade nhưng bên cạnh cửa hàng nên đã tiếp cận lấy trộm túi sách để ở trong cốp xe. Bên trong có 116 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại về việc bị mất trộm tài sản, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế nhanh chóng vào cuộc truy xét vụ án. Ngày 28 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ Việt cùng tang vật của vụ án. Ngày 17 tháng 5, Đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án 420B bắt giữ 4 đối tượng. Cầm đầu là Tạ Chí Hoàng, sinh năm 1992, trú tại An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cùng cả tang vật có liên quan về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng khác gồm Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1995, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Nguyễn Minh Tá, sinh năm 1995, trú tại phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và Trần Xuân Lai, sinh năm 1992, trú tại Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khi khách hàng có nhu cầu làm văn bằng, chứng chỉ giả, thì họ sẽ liên hệ trực tiếp với Hoàng thông qua tài khoản Zalo mà đối tượng đang công khai trên trang web với mức giá dao động từ 1 đến 4 triệu đồng một văn bằng, chứng chỉ. Sau khi thống nhất, khách hàng sẽ cung cấp thông tin cần thiết như thông tin, hình ảnh cá nhân, loại bằng để phục vụ cho việc làm bằng, chứng chỉ giả. Khi hoàn tất, các đối tượng sẽ tiến hành chuyển cho khách bằng hình thức chuyển phát, bưu điện. Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, Tạ Chí Hoàng cùng 3 đối tượng trên đã thực hiện trọt lọt 199 tài liệu của các cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính khoảng trên 300 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 5 tháng 5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong không khí hân hoan đón mùa lễ Phật Đản, Đại tá Nguyễn Văn Thanh và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chức sắc, tăng ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật Đản, đồng thời cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, tăng ni, Phật tử trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt. Đặc biệt, để chung tay phòng chống dịch COVID-19, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các chức sắc, tăng ni, Phật tử căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương, khuyến cáo của Bộ Y tế và các quy định khác về phòng chống dịch để tổ chức Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2564 nghiêm trang, an toàn. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông mà người gây ra tai nạn, thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu thì họ lại bỏ mặc nạn nhân và chạy trốn khỏi hiện trường. Đây là cách hành xử không chỉ vi phạm về mặt đạo đức, vi phạm quy tắc ứng xử trong văn hóa giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, đáng bị lên án và cần phải xử lý nghiêm. Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng bà Hoàng Thị Như Hoa, trú tại số nhà 68, đường Yết Kiêu, phường Thuận Hòa, vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn xảy ra với chính mình. Chiều tối ngày 19 tháng 3, ngay tại trước cổng nhà, khi bà đang đi bộ băng qua đường, thì hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô bất cẩn, thiếu quan sát và chạy với tốc độ cao nên không kịp xử lý tay lái, bất ngờ đâm thẳng vào bà khiến bà bị ngã và thương tích. Sau khi gây ra tai nạn, thay vì hỗ trợ, giúp đỡ đưa nạn nhân đi cấp cứu và giữ nguyên hiện trường, thì hai đối tượng này đã nhanh chóng lên xe bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hậu quả, bà Hoa bị gãy chân, trầy xước nhiều vùng da, phải đưa đi bệnh viện để cấp cứu.
Và tôi vừa đi qua thì phạt khoảng một đoàn tỷ đoàn thôi. Mà từ xe trên được chỗ mua, tự nhiên đến mà công tôi, tôi quỳ xuống. Có khi mà cũng quá như là tính xóm về anh em đô, về công an đô, tới Vinh đô, tập trung đi tôi là quá như thằng bòn chạy. Tôi là rất là phẫn nộ người mà đã gây tai nạn, nhưng mà lại không có một cái tính đồng cảm trước cái sự việc mình là gây ra, mà để là rồi bỏ chạy để rồi sau đó là công an phải nắm 4-5 ngày khi nó kiểm tra rồi hành trình như thế này thế khác khi nó mới phát hiện. Hay mới đây nhất, vào tối ngày 26 tháng 4, tại km 31+200 thuộc địa phận phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải mang biển kiểm soát 89C-20823 với một người đi bộ làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Đáng lên án là sau khi gây tai nạn, tài xế và phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi xác minh chiếc xe mang biển số Hưng Yên, một tổ công tác đã nhanh chóng được cử ra tỉnh Hưng Yên phối hợp với lực lượng công an địa phương xác minh làm rõ người điều khiển xe ô tô gây vụ tai nạn nói trên là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1982, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, là lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Minh Hiếu, đóng tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Việc lái xe bỏ chạy sau khi gây ra tai nạn có thể vì bị hoảng loạn, sợ hậu quả, sợ trách nhiệm, nhưng dù ở góc độ nào thì đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Trong mọi hoàn cảnh, việc cứu giúp người bị nạn đều được coi là một tiêu chí cơ bản của đạo lý trong cuộc sống. Bên cạnh đó, ngoài xử phạt hành chính, tùy thuộc vào hành vi, tính chất, mức độ của vụ tai nạn, người gây tai nạn có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù lên đến 10 năm được quy định tại Điều 260 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Những cái gia đình mà có con em thì nên là giáo dục cho họ để là họ có cái ý thức chấp hành là luật pháp, mình nhất là luật giao thông, để đảm bảo cái trật tự chung và là để đỡ là thiệt hại cho người đi đường, đồng thời cũng đỡ thiệt hại cho là bản thân mình. Theo như tôi được biết là hành vi mà xảy ra tai nạn tống người bỏ chạy là một hành vi không được tốt, nên chỉ yêu cầu là các cơ quan có trách nhiệm là phải là xử lý nghiêm những trường hợp như vậy. Theo số liệu thống kê, trong năm 2019, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan chức năng, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Riêng những tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 7 vụ. Liên quan tới tai nạn giao thông mà bỏ trốn thì trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Huế, một thời gian ngắn thôi, nhưng mà đã xảy ra 5 vụ làm 5 người bị thương. Với cái tinh thần trách nhiệm, thứ hai nữa là cái tai mắt của quần chúng nhân dân, thứ ba nữa trên địa bàn thành phố Huế hiện giờ lắp đặt hàng trăm cái camera, thì nhờ ba yếu tố trên thì trong thời gian vừa qua là công an thành phố Huế đã truy xét và đã xử lý là nhiều vụ thành công trong cái vấn đề là bỏ trốn này. Nhưng đây tôi cũng khuyên bà con rằng tai nạn giao thông là ngoài ý muốn, khi xảy ra thì luật quy định là phải giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và phối hợp với cơ quan công an để giải quyết vụ việc. Có như vậy mới thấu tình đạt lý và đúng quy định của pháp luật. Khi xảy ra tai nạn, chưa biết đúng sai như thế nào, nhưng việc bỏ mặc nạn nhân và trốn khỏi hiện trường là một hành vi đáng lên án, thể hiện sự xuống cấp về mặt đạo lý và ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông. Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông của các lực lượng chức năng, thì điều quan trọng nhất là mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức của bản thân, phải xác định được rằng gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường để mặc người bị nạn là hành vi vi phạm về mặt đạo đức, quy tắc ứng xử trong văn hóa giao thông và là hành vi vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng, cần sớm thay đổi để góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, tốt đẹp hơn, đồng thời hạn chế những hậu quả đáng tiếc xảy ra với những người không may bị tai nạn giao thông. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tình trạng cháy nổ xảy ra tại các khu dân cư diễn ra khá phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của người dân chưa cao và kết cấu hạ tầng ở các khu dân cư thiếu đồng bộ, khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh Thừa Thiên Huế.
Rạng sáng ngày 25 tháng 4, ngôi nhà tại số 17 Nguyễn Lộ Trạch bốc cháy dữ dội. Do ngôi nhà này ở gần chợ, gia chủ sử dụng ngôi nhà vừa để ở vừa để kinh doanh nên bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy. Do đó, khi xảy ra cháy, lửa nhanh chóng lan lên tầng 3 của ngôi nhà, thiêu rụi đồ đạc và có nguy cơ lan sang các nhà liền kề. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau gần 2 tiếng đồng hồ triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy, ngăn cháy lan, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế, dập tắt đám cháy hoàn toàn và không để xảy ra thiệt hại về người. Thì vào lúc 3 giờ là tôi đi mở cửa chợ vì tôi bảo vệ chợ nên mở cửa chợ xong là quay tôi đi vào trong ban quản lý thì nghe tiếng nổ, tôi không biết chuyện gì xảy ra và tôi đã cắt cầu dây điện của chợ và chạy ra. Khi chạy ra thì thấy lửa phía tầng 1 đã cháy phun ra mặt trước. Sau đó là 2 tiếng nổ tiếp. Như vậy cái cửa nhôm đã bung ra và cháy lên qua giờ là tầng 2. Qua công tác kiểm tra, khảo sát của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh cho thấy nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các hộ dân có kết hợp nhà ở và kinh doanh buôn bán là rất lớn. Các hộ gia đình sinh sống liền kề, kết cấu chủ yếu là nhà ống, lại có hàng hóa đa số là những thứ dễ bắt lửa để chật kín. Cùng với đó, ý thức chấp hành luật phòng cháy chữa cháy của người dân chưa cao, nên khi xảy ra sự cố, dễ dẫn đến nguy cơ cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Được biết, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phối hợp tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ tác hại của cháy nổ để có biện pháp phòng ngừa, nhất là trong mùa khô, mùa nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít trường hợp thờ ơ, chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian vừa qua thì từ những vụ cháy khu dân cư cũng như nhà ở liên kề kết hợp về kinh doanh thì trước hết thì cái ý thức người dân vẫn là còn chủ quan và cũng chưa quan tâm đến cái công tác phòng cháy cháy. Cái việc mà tuyên truyền cũng như huấn luyện cũng như từ trang bị phương tiện cháy là còn sơ sài. Họ vẫn nghĩ đến cái công việc này là của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ban giám đốc là chỉ đạo công an các đơn vị địa phương, tham mưu ủy ban dân các cấp tăng cường cái công tác phòng cháy cháy trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng công an xã và công an phường xã sẽ tham mưu ủy ban nhân các phường xã triển khai triệt để công tác này, trong đó là cái công tác tuyên truyền rồi công tác tự kiểm tra rồi công tác xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy cháy. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 11 vụ, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an các đơn vị địa phương đã tổ chức 15 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy với gần 700 người tham gia, 3 lớp huấn luyện cứu nạn, cứu hộ, gần 90 người tham gia và tổ chức 8 buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho trên 2.800 người tham gia. Tuy nhiên, để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao, mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ, nên mua sắm trang thiết bị phương tiện chữa cháy cần thiết để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyên mục phát sóng vào lúc 20:20 ngày thứ Năm và được phát lại vào lúc 11:50 ngày Chủ nhật, 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.